Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan du lịch đến thành phố này trong quý 1 ước đạt gần 1,3 triệu lượt, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến giữa tháng 2, dịch bệnh COVID-19 đã gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng cho khối lữ hành, lưu trú và vận chuyển du lịch. Giải pháp đối phó của các doanh nghiệp lúc này là tập trung cho công tác phòng dịch và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Thời gian này cũng là chính là thời điểm mà ngành du lịch ở Đà Nẵng nói chung và của khách sạn nói riêng ấy, là cần phải tập trung vào duy tu bảo dưỡng, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như là đào tạo cho lực lượng quản lý khách sạn để sau khi hết dịch là chúng tôi có thể đón được những lượng khách mới. Để sớm vượt qua khó khăn, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị một chương trình kích cầu với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, đồng thời có kế hoạch đưa vào khai thác một số sản phẩm mới, miễn vé vào các khu điểm du lịch nổi tiếng. Chúng tôi đang đề xuất một cái hội chợ du lịch quốc tế thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi đề xuất một cái chiến dịch quảng bá điểm đến thông qua chương trình kích cầu khảo sát và đưa ra một số sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến cái du lịch đường sông, du lịch biển đảo và du lịch gắn với cái văn hóa bản địa. Thì chúng tôi khai thác cái điểm khách và những thị trường khác vẫn đến được, ví dụ như Indonesia, ví dụ như Đài Loan, ví dụ như là khách Thái Lan vẫn tới đều, và thị trường Âu Úc là thị trường mà tôi cho rằng là chi tiêu cao, và sau dịch thì chúng ta cần tập trung những nguồn khách này. Đà Nẵng cũng đặc biệt chú trọng tới việc đa dạng hóa thị trường khách. Việc mở thêm các đường bay thẳng tới Lào, Ấn Độ và Úc và các đường bay thuê chuyến từ Nga trong năm nay được kỳ vọng sẽ giúp bù đắp cho sự suy giảm của thị trường Đông Bắc Á đến Đà Nẵng. Công tác chuẩn bị cho cái việc mở đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi Ấn Độ, rồi chúng ta cũng đã có được những cái kết quả trong cái việc xúc tiến mở đường bay từ Nga, các thành phố của Nga tới với thành phố Đà Nẵng. Và sắp tới là cái công tác xúc tiến sẽ tập trung vào mạnh mẽ hơn nữa vào cái thị trường Ấn Độ cũng như thị trường Úc. Có thể nói, cùng với việc giữ gìn và quảng bá điểm đến an toàn và những nỗ lực trong công tác xúc tiến thị trường mới, du lịch Đà Nẵng đang tận dụng cơ hội để biến nguy thành cơ và tăng khả năng thích ứng của điểm đến trong xử lý khủng hoảng do dịch bệnh.